bởi vì độc tố thì nó sẽ mang cái điện tích là điện tích dương, còn lại thì cái PCA trong cái bộ vàng lá nó sẽ mang điện tích âm. Chính vì thế nó sẽ hút toàn bộ những cái độc tố ra ở trên da mặt khách hàng ra và làm sạch toàn bộ những cái phần lỗ chân lông, những cái bụi bẩn bít tắc ở dưới cái vùng lỗ chân lông ở trên da mặt của khách hàng. Nên cái liệu trình này thì nó cực kỳ là giá trị với những cái làn da mà lão hóa rồi, những cái làn da mà cần làm trắng. Đặc biệt nữa thì cần trẻ hóa da thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ vàng lá này nhá. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Huế sẽ làm cái liệu trình mà vàng lá ấy, theo đúng cái quy trình của tại spa, để cho các chị chủ spa cũng như là các khách hàng chúng ta có thể làm theo đúng cái liệu trình này bài bản từ đầu đến cuối nha. Hiện tại thì kỹ thuật viên bên Huế đang làm cái bước làm sạch, các bước làm sạch trên da mặt của Huế. Bạn đang làm cái tẩy sữa, đâu đưa đi xem cái sữa. Đây là cái nước tẩy trang. Nước tẩy trang bên Huế thì rất là dịu nhẹ và thành phần nó không có chứa cồn. Đây, một cái chai nước tẩy trang như thế này. Đó, dòng S cộng nha. Thường thường thì ở tại spa thì chúng ta sẽ phải xử lý rất là nhiều những cái vấn đề bệnh lý của da của khách hàng. Nên là chúng ta sẽ sử dụng từ sữa rửa mặt này, nước hoa hồng này, rồi là cái nước tẩy trang thuộc dòng S cộng. Thì đối với tất cả những cái vấn đề da liễu của khách hàng, chúng ta đều có thể sử dụng được cái dòng S cộng này, cực kỳ là hiệu quả và an toàn cho tất cả các loại da của khách hàng. Đó. Một bộ đầy đủ combo đầy đủ cơ bản thì nó sẽ bao gồm nước tẩy trang, sữa rửa mặt, nước hoa hồng, bộ ủ mụn và cái kem massage, mặt nạ bột. Đấy là những cái bộ chăm sóc da cơ bản ở tại spa. Đây là kỹ thuật viên của bên Huế đang làm sạch mặt cho Huế bằng cái sữa rửa mặt S cộng là dạng sữa. Thì cái sữa rửa mặt S cộng này nó sẽ phù hợp với những cái làn da mà bị lão hóa, những cái làn da mà bị nám hoặc là những cái làn da mà bị khô, cực kỳ là phù hợp. Và đặc biệt những cái làn da mà dễ bị kích ứng thì sẽ rất là phù hợp với cái dòng S cộng này. Nó không có chứa bọt và nó sẽ không có chứa những cái chất mà nó có hại, gây ra cái tình trạng mà làm da chúng ta bị mỏng đi. Đó, mọi người có thể xem theo dõi để mọi người có thể là sẽ tham khảo thêm về những cái dòng mà làm sạch của bên Huế nha. Những cái dòng làm sạch này cực kỳ là an toàn. Đó. Huế quay rõ lên một chút như thế này để cho mọi người có thể xem rõ hơn này. Thường thường là cái liệu trình vàng lá thì Huế sẽ sử dụng tầm khoảng 10 ngày sẽ sử dụng một lần. Và khi mà sử dụng cái liệu trình vàng lá thì nó sẽ rất là giá trị đối với những cái làn da mà chúng ta cần phải thải độc. Ví dụ như là chúng ta sử dụng mỹ phẩm nhiều, chúng ta trang điểm nhiều, hoặc là chúng ta sử dụng nhiều những cái mỹ phẩm mà cái lượng dư thừa dưới da nó không đẩy được ra ngoài, nên là khi mà sử dụng những cái mỹ phẩm khác vào thì nó không có hiệu quả, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vàng lá. Và đặc biệt cái vàng lá này thì nó sẽ làm trẻ hóa cũng như đào thải toàn bộ những cái độc tố ở dưới da của các khách hàng, cực kỳ là hiệu quả. Đặc biệt nữa thì đối với cái sản phẩm này thì nó sẽ, bởi vì độc tố thì nó sẽ mang cái điện tích là điện tích dương, còn lại thì cái PCA trong cái bộ vàng lá nó sẽ mang điện tích âm. Chính vì thế nó sẽ hút toàn bộ những cái độc tố ra ở trên da mặt khách hàng ra và làm sạch toàn bộ những cái phần lỗ chân lông, những cái bụi bẩn bít tắc ở dưới cái vùng lỗ chân lông trên da mặt của khách hàng. Nên cái liệu trình này thì nó cực kỳ là giá trị với những cái làn da mà lão hóa rồi, những cái làn da mà cần làm trắng. Đặc biệt nữa thì cần trẻ hóa da thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ vàng lá này nhá. Những cái làn da nào mà muốn có cái hiệu ứng căng bóng và theo cái kiểu như là căng bóng một cách bền vững ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái liệu trình vàng lá như thế này, cực kỳ là hiệu quả. 10 ngày chúng ta sẽ thực hiện một lần và cái giá trị của nó thì các chị sẽ thấy ngay cái lần đầu khi mà chúng ta thực hiện ở trên da mặt của khách hàng nha các chị nha. Đó, các liệu trình peel da và liệu trình vàng lá là hai cái liệu trình mà bên Huế bán chạy nhất cho tất cả các spa clinic. Huế đã xong cái bước mà làm sạch rồi. Tại vì là ngày hôm trước thì Huế cũng đã xông hơi, hút mụn đầu đen, hút dầu thừa. Nên ngày hôm nay thì Huế sẽ tranh thủ quay nhanh cho các chị để các chị có thể xem được cái quy trình này. Ở tại spa thì các chị sẽ thấy là mình vẫn cứ xông hơi này, hút mụn đầu đen này, rồi là mình vẫn mình massage, nhưng mà mình sẽ không massage bằng kem massage, mà ở đây thì nó sẽ có cái gel vàng ấy để massage cho khách. Và trước khi mà massage cái gel vàng đó thì mình có thể sử dụng cái chai PCA để chúng ta có thể là massage
qua để đẩy toàn bộ những cái dưỡng chất độc tố vì ở trên bề mặt da của khách hàng. Vì là cái độc tố như Huế nói đấy, là độc tố nó sẽ mang điện tích là dương, còn lại thì cái PGA này nó sẽ mang điện tích là âm. Chính vì thế chúng ta sẽ massage một chút, tầm khoảng 5 đến 10 phút cái PGA này một cách nhẹ nhàng thôi, để lấy hết những cái lượng độc tố và lấy bớt một phần cái lượng độc tố ở trên da của chúng ta đi. Sau đó thì chúng ta mới bước vào cái quy trình để chúng ta có thể làm cái liệu trình vàng lá này đạt được cái hiệu quả cao nhất nha các chị nhé. Cái PGA này nó là dạng serum, nó rất là mềm, rất là mịn, rất là lỏng, nên là nó sẽ làm cho da khi mà chúng ta massage nó không có cái cảm giác bị khô tay. Và đặc biệt nữa thì khi mà chúng ta massage cái liệu trình này vào thì da chúng ta nó sẽ ít nhất nó sẽ đẩy được một cái lượng độc tố nhất định ở trên da trong cái thời gian mà các chị massage cho khách hàng. Quy trình massage thì có thể là chúng ta sẽ không làm theo cái bài quy trình massage của bên Huế cũng được, bởi vì là mỗi một bên thì sẽ có một cái quy trình massage khác nhau và cái bài massage khác nhau. Đó, thì thường thường là kỹ thuật viên bên Huế thì các bạn ấy quen với cái cách massage nào thì các bạn ấy sẽ massage theo cái cách đó. Còn lại thì ở tại spa của các chị thì các chị sẽ ví dụ như quen cách massage như thế nào thì các chị có thể là chủ động các chị massage theo cái cách của các chị. Nhưng chúng ta sẽ không lấy kem massage mà chúng ta sẽ lấy một là cái chai gel vàng, hai là cái PGA này để chúng ta massage trực tiếp ở trên da của khách hàng. Đó. Và bên Huế thì thường thường là hay khuyên các chị là lấy cái PGA để đào thải bớt một phần cái lượng độc tố ở trên da của khách hàng đi. Thì khi đó là các chị sẽ thấy là cái da khách hàng đã sáng lên rất là nhanh và rất là nhiều trong cái quá trình mà chúng ta làm cho khách hàng nha các chị nhé. Trong cái quá trình massage, nếu như mà chúng ta thấy là cái vùng da mặt nó khô mà chúng ta vẫn muốn tiếp tục massage tiếp theo đủ bài của chúng ta thì chúng ta có thể lấy thêm những cái lượng PGA hoặc lấy thêm gel vàng đều được nhé các chị nhé. Cái này thì nó sẽ không có giới hạn, bởi vì một chai PGA này 5 ml thì sẽ sử dụng được rất là nhiều. Có một cái cảm giác rất là dễ chịu, thật sự là relax khi mà được massage bằng những cái sản phẩm tinh túy từ cái bộ vàng lá như thế này. Nó rất là mềm và Huế có một cái cảm giác là toàn bộ những cái gọi là những cái lỗ chân lông hay toàn bộ những cái hệ mạch ở dưới vùng da của mình đang được tác động bởi bàn tay của kỹ thuật viên khi mà di chuyển ở trên nền da của mình. Nó rất là ấm và với cái cảm giác như thế này thì mùa đông nó thực sự là rất là giá trị. Khách hàng sẽ thực sự là được relax bởi cái sản phẩm này. Sau khi mà massage cái PGA xong thì chúng ta cũng có thể là chúng ta sẽ lau qua với cái nước sạch đi. Chúng ta sẽ lau qua với nước sạch đi một chút để làm sao cho cái da vùng da của chúng ta nó vừa có đủ độ ẩm, và bản thân cái PGA nó là một trong những cái sản phẩm nó thải độc, thế nên là chúng ta sẽ lau đi để chúng ta có thể loại bớt được một phần những cái lượng độc tố ở dưới cái vùng da của khách hàng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng cái vàng lá này nha các chị nhé. Ten, khi mà sử dụng cái liệu trình này thì các chị thấy không, cái da nó mỗi một lần ấy, mỗi một cái bước mà trị liệu này thì nó vô cùng là ý nghĩa và vô cùng là giá trị, bởi vì mỗi một lần mà khi mà được sử dụng massage thì cái da của Huế cảm giác là nó có cái độ sáng lên, nó có độ ẩm hơn và nó có độ bóng căng ngay lập tức đó.
cái đặc điểm đặc biệt của cái vàng lá này thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng căng bóng và trắng sáng, và đặc biệt nữa thì nó sẽ giúp cho những cái phần mà da của khách hàng ấy là nó bị chống lại cái hiện tượng mà oxy hóa trên da khách hàng cực kỳ mạnh. Ví dụ như là ví dụ như là trong trường hợp da khách hàng mà người ta bị cái hiện tượng sạm xỉn màu mà sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm làm trắng rồi nhưng mà cũng chưa thấy cái hiệu quả cao, thì chúng ta có thể sử dụng đẩy cho Huế cái liệu trình vàng lá này vào cho khách 10 buổi 10 ngày một lần, hoặc là chúng ta có thể là tùy theo cái điều kiện của khách hàng để chúng ta có thể đẩy thêm cái liệu trình này vào, sau đó chúng ta kết hợp với những cái sản phẩm dưỡng da tại nhà của khách nữa, thì Huế chắc chắn khẳng định rằng là cái da của khách hàng có sự thay đổi vô cùng là đặc biệt đó. Sau khi lau bớt đi một phần PGA thì chúng ta cũng có thể sử dụng lại cái PGA để chúng ta có thể là sẽ làm cho cái vùng da của chúng ta nó ẩm hơn một chút, nó có cái độ ẩm, để lúc đó thì chúng ta khi mà chúng ta đắp cái lá vàng vào, chuẩn bị cho cái quy trình đắp lá vàng vào thì chúng ta sẽ thấy là cái vùng da của chúng ta nó sẽ hút được toàn bộ cái lá vàng và nó sẽ được hoạt hóa cái lá vàng một cách nhanh nhất để tạo một cái hiệu ứng căng bóng và trắng sáng trẻ hóa trên cái làn da của chúng ta một cách hiệu quả nhất nha các chị nhé. Đây là cái vàng lá này. Đây là cái bộ vàng lá này. Cái bộ vàng lá này thì của nó là nó sẽ có hai size. Cái size nhỏ này là cái size mini. Ở trong cái bộ cá nhân thì nó sẽ gồm có 30 lá vàng, và mỗi một lần làm cho khách hàng thì các chị sẽ lấy 3 lá nhỏ ở trong cái bộ này. Đó, còn nếu như ví dụ như là trong trường hợp mà ví dụ như khách hàng mà chúng ta muốn lấy size to hoặc spa chúng ta lấy size to thì chúng ta có thể lấy cái bộ mà 50 lá vàng ấy. Đó thì cái mỗi một lần thì chúng ta vẫn làm là tầm khoảng 3 lá cho Huế, hai lá ở hai vùng hai bên này, một lá chúng ta sẽ cắt ra và chúng ta dán đều ở trán, ở mũi và ở cằm. Nhưng riêng cái vùng trán của Huế thì nó khá là rộng, thế nên là có thể là chúng ta sẽ cắt đôi, chúng ta sẽ để một nửa vùng trán, một nửa vùng mũi, còn vùng cằm thì chúng ta sẽ tán đều hai cái bên lá này sang. Đó, tức là mình sẽ tùy thuộc vào cái diện tích da của khách hàng để chúng ta căn cái lượng vàng mà chúng ta sẽ làm trên da khách hàng. Thường thường là chúng ta sẽ làm 3 lá nhé các chị nhé. Vì cái lá vàng này nó là lá vàng 24K nhưng mà được rát mỏng. Chính vì thế nên khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ phải tránh cái quạt gió này, tránh cái điều hòa chiếu thẳng trực tiếp vào, bởi vì là cái quạt điều hòa thì có thể là cái này nó sẽ làm bay mất một phần cái vàng lá này, hoặc là làm cho cái hướng ấy khi mà chúng ta làm vào thì nó sẽ bị chệch đi, nó bị lệch đi. Đó. Ở đây thì cái lá vàng của nó rất là mỏng, chính vì thế nên khi mà các chị làm cho khách hàng thì các chị lưu ý là chúng ta phải rất là cẩn thận, nếu không thì lá vàng nó sẽ teo lại. Tức là có rất là nhiều chị ấy, là khi mà chúng ta làm không đúng kỹ thuật hoặc là chúng ta vô ý, là chúng ta vô tình là chúng ta để cái quạt vào, thế thành ra đến khi mà hất lá vàng vào da mặt của khách thì lá vàng nó không giải được đều như thế này, mà nó bị teo lại, nó co lại và chỉ còn một giải thôi. Thì về mặt cơ bản là cái hiệu quả của nó vẫn đạt được, bởi vì nó vẫn là cái trọng lượng vàng như thế, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì là nó sẽ là không được đẹp lắm nhá các chị nhá. Nên là cái này là Huế lưu ý một chút. Cái trên trán này của ở Huế thì nó khá là rộng nên là chúng ta sẽ làm nửa lá vàng luôn lên trên trán. Trước khi mà sử dụng lá vàng thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải chuẩn bị một cái kéo như thế này. Để khi mà ráp vàng lên cho khách hàng thì chúng ta phải có cái kéo này để chúng ta cắt cái miếng vàng dán ở cái miếng thứ ba ấy, dán ở vùng trán và vùng mũi nhé chị nhé. Cái miếng đấy thì dán ngang phát ở đây là xong.
À, ở đây thì bạn kỹ thuật viên bên em là đã cắt lá vàng ra làm ba, nhưng một nửa thì lá vàng to thì sẽ dán ở vùng trán, còn lại hai nửa còn lại thì sẽ dán ở vùng mũi và vùng cằm. Đó. Chúng ta sẽ không có dán phủ kín được hết phần mặt bởi vì là cái lượng vàng ấy thì nó sẽ là khoảng 3 lá là vừa trong một lần, là đấy là cái liều lượng được các nhà khoa học á, là khuyên dùng. Còn lại ví dụ như tùy theo cái diện tích da của các chị khách hàng để mà chúng ta có thể là cân đối để chúng ta làm cái lượng vàng thực tế ở trên da mặt của khách hàng nhé. Như da mặt của Huế thì là tầm khoảng 3 lá một lần và Huế thường xuyên làm 3 lá một lần, lại Huế thấy là vừa. Tên và việc của chúng ta là sẽ chờ tầm khoảng 10 phút. Tại sao phải chờ 10 phút? Bởi vì là khi mà chờ 10 phút để cho toàn bộ những cái vàng này nó sẽ khô một chút, sau đó thì nó sẽ ít nhất là nó sẽ có một cái độ hấp thụ ở trên da nhất định. Đó, sau đó thì sau 10 phút sau khi mà các chị thấy là cái lượng vàng này nó bắt đầu là khô đi thì chúng ta mới sử dụng một cái chai hoạt hóa trong bộ vàng lá để chúng ta hoạt hóa toàn bộ cái lá vàng này. Và bắt đầu chúng ta mới vào cái bước massage chính ở trong bộ vàng lá nhé. Đấy là lý do tại làm sao mà trong cái quy trình vàng lá thì chúng ta sẽ không có massage bằng cái kem massage như quy trình bình thường, mà chúng ta chỉ có ví dụ như là đến cái quy trình sông nóng này, chúng ta hút mụn này, đầu đen này, dầu thừa này, tất cả mọi cái. Còn riêng cái bước massage thì để đến khi mà massage PGA rồi làm hoạt hóa cái lá vàng thì chúng ta mới massage cái da nhá khách hàng nhá. Bởi vì nếu như các chị biết là bình thường thì chúng ta sẽ massage trên da khách hàng tầm khoảng 15 cho đến 20 phút, nhưng mà nếu như mà chúng ta massage lâu quá, cái thời gian lâu quá thì nó sẽ không có tốt cho da. Chính vì thế nên là Huế sẽ cắt bớt cái phần massage bình thường mà chúng ta sẽ massage trực tiếp trong cái lúc mà chúng ta làm vàng này. Và cái quy trình mà massage khi mà chúng ta làm vàng như thế này thì nó sẽ có một cái chai hoạt hóa ở trong bộ vàng, chúng ta sẽ nó giống như một cái cream ấy đó, và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng thành cái kem massage luôn nhé các chị nhé. À, chúng ta sẽ để 10 phút một chút để cho cái lá vàng nó bắt đầu nó có hiện tượng vỡ ra. Vỡ lá ra thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới hoạt hóa nhé các chị nha. Sau khi mà để tầm khoảng 10 phút thì các chị thấy này, bắt đầu vàng nó bắt đầu vỡ ra, nó không liên kết với nhau nữa. Đó, là lúc đó bắt đầu vàng nó phát huy tác dụng. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lọ đi, một cái lọ gọi là cái lọ hoạt hóa ở trong bộ vàng lá. Cái lọ này thì nó là dạng cream, có nghĩa là dạng mà nó sẽ giúp hoạt hóa tất cả những cái độc tố rồi là làm cho cái vàng lá nó phát huy được cái tác dụng. Các chị có thể nhìn này, cái màu của nó là sẽ là màu hơi vàng vàng, cái kem này màu nó hơi vàng vàng, và chúng ta sẽ lấy một cái lượng kem đủ để chúng ta có thể massage ở trên vùng da đang cần điều trị nhé các chị nhé. Đó, thường thường thì chúng ta sẽ lấy, sau đó thì chúng ta sẽ massage. Massage thì theo đúng quy trình các chị, ví dụ như là các chị đang làm cho khách tầm khoảng 10 phút thì chúng ta làm 10 phút, 15 phút thì chúng ta làm 15 phút. Nhưng mà Huế lưu ý vì là chúng ta đã massage trước đó rồi nên là chúng ta sẽ tầm massage đẹp nhất cho cái vàng lá này để có thể là tốt nhất thì chúng ta sẽ massage tầm 10 phút là đẹp nhất nha các chị nhé. Trong 10 phút đó thì bao giờ các chị thấy rằng cái vùng da của khách hàng nó bị dầu hóa, có nghĩa là nó toàn bộ cái vàng lá nó đã được hoạt hóa rồi và nó tạo thành những cái dầu ấy ở trên bề mặt da ấy. Đó, khi mà mình massage vào thì nó sẽ trơn, nó sẽ láng, nó sẽ nhẵn, nó không còn những cái mà vướng khi mà cái vàng lá nó chưa tan nữa, thì lúc đó là chúng ta đã đạt được cái level max rồi nhé các chị nhé. Thì chúng ta sẽ dừng lại, sau đó thì chúng ta sẽ lau sạch mặt đi. Thì các chị thấy là khi mà lau sạch mặt đi thì nó sẽ có rất là nhiều cái hiện tượng xảy ra trên da của khách hàng. Có thể là lau sạch mặt đi bằng cái bông vắt sạch đi, sau đó thì chúng ta nhúng nước vắt sạch đi thì chúng ta sẽ thấy là cái bông nó sẽ có màu đen. Đấy là trường hợp khách hàng là bị những cái nhiễm độc tố cực kỳ nặng.
rồi là bông có màu ghi, màu xám, rồi bông có màu vàng đó. Nói chung là nó sẽ có rất là nhiều các trường hợp có thể xảy ra khi mà sử dụng cái bộ vàng lá để thải độc da này, bởi vì là cái nền da khách hàng cũng như cách chăm sóc và cái cách mà bảo vệ da khách hàng mỗi một người thì sẽ khác nhau. Chính vì thế nên sẽ không có một cái tiêu chuẩn chung nào cho cái màu khi mà chúng ta lau cái vàng lá. Nhưng mà em chưa thấy bất kỳ một cái trường hợp nào là chúng ta lau nó ra cái màu vàng luôn đâu. Nó hầu như là nó kiểu gì nó cũng ra những cái màu mà nó sẽ có những cái màu mà nó khác so với màu vàng, bởi vì cái lượng độc tố ở dưới da chúng ta cực kỳ là nhiều. Nó độc tố nó đến từ đâu? Nó đến từ cái gốc tự do ở trên bề mặt da của các chị, của khách hàng. Độc tố nó đến từ cái việc mà chúng ta sử dụng mỹ phẩm, dư lượng mỹ phẩm mà chúng ta không làm sạch hết. Độc tố nó đến từ cái việc bụi bẩn của chúng ta. Đó, hàng ngày chúng ta bị bẩn rồi, kể cả chúng ta có bịt khẩu trang hay chúng ta có đi ô tô hoặc là chúng ta có che chắn đến đâu thì nó vẫn cứ lọt vào cái vùng da của cái chị được. Đấy, thì khi mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta phải giải thích cho khách hàng để cho khách hàng có thể hiểu rõ được đây là do cái lượng độc tố trên da khách. Còn khi mà khách hàng làm thì thường thường là sau tầm khoảng 3 đến 5 buổi, hoặc là có những người tầm khoảng 7-8 buổi, có những người thì cùng lắm là phải đến tầm khoảng bộ thứ hai nó mới sạch được toàn bộ cái lượng độc tố ở dưới da. Và lúc đó thì khi mà khách hàng thấy là cái lượng độc tố dưới da khách hàng sạch rồi thì lúc đó cái da khách hàng sẽ cực kỳ là căng, cực kỳ là bóng, cực kỳ là trắng nhé các chị nhé. Đó, thì chúng ta sẽ giải thích như vậy để cho khách hàng hiểu. Cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái cơ địa da khách hàng, nền da khách hàng, chứ nó không phụ thuộc vào sản phẩm, bởi vì sản phẩm thì nó có một loại thôi, nhưng mà nền da khác nhau sẽ cho ra những cái kết quả khác nhau. Nhưng Huế khẳng định dù cho khách hàng có bị nhiễm độc tố nặng đến mấy, dù cho khách hàng có bị lão hóa nhiều đến mấy hoặc là có đen đến mấy, thì khi mà làm cái bộ vàng lá này thì lần đầu tiên khách hàng sẽ phải ngạc nhiên luôn về cái da của khách hàng, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là trắng. Đấy, như da của Huế thì thường thường là Huế đã làm hết một cái liệu trình vàng lá này rồi. Đây là liệu trình thứ hai, thứ ba rồi. Chính vì thế nên khi mà hoạt hóa cái lá vàng nó khá là nhanh và nó gần như là nó hấp thụ được hết vào da. Còn có nhiều cái da của khách hàng mà khi mà các chị để ý là các chị massage nhưng mà gần như cái vàng nó không không có vào được da khách hàng ấy. À, nó cứ 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 mãi nó không có lên được cái màu á, hoặc là nó không có trơn được cái tay của mình ấy, thì đó là do là cái lớp sừng hóa trên bề mặt da khách hàng nó nhiều quá. Thì nếu như trong trường hợp mà da khách hàng như vậy thì chúng ta sẽ phải dừng lại và chúng ta sẽ phải sử dụng cái liệu trình mà vi kim peel da để bóc tách cái lớp sừng hóa trên bề mặt da khách hàng. Xong thì đến tuần thứ hai bắt đầu các chị mới quay lại sau khi peel xong một lần, xong đến lần sau thì các chị quay lại các chị làm vàng cho khách hàng, thì lúc đấy các chị sẽ thấy là da khách hàng sẽ hấp thụ được cái lượng vàng cực kỳ tốt. Đấy là cái kinh nghiệm của em Huế nhé các chị nhé. Và có những chị chủ spa thì các chị kết hợp như thế này, ví dụ như là tuần này các chị làm peel da việc bằng vi kim, tuần sau các chị làm vàng lá. Đấy, các chị cứ kết hợp như vậy, kết hợp như vậy thì da khách hàng nó sẽ giải quyết được cả tất cả những cái vấn đề trên bề mặt da khách hàng, vừa trẻ hóa, vừa trắng da, vừa trị nám, vừa trị mụn, vừa se khít lỗ chân lông. Và đặc biệt nữa là khách hàng sẽ thấy là cái da của họ sẽ thay đổi theo từng lần mà các chị làm cho khách. Cái việc mà vàng nó hấp thụ được đến đâu thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ luôn ấy. Nó rất là rõ ở trên khi mà chúng ta làm trên tay này này. Đấy, ví dụ như là cái vàng nó sẽ đẩy vào một cụm như thế này và nó sẽ có cái màu khác so với những cái màu kem ở trên bề mặt da của các chị. Ở đây thì khi mà chúng ta massage nhá, mà khách vẫn thấy rằng là cái vàng nó vẫn chưa tan được hết ra, bởi vì biểu hiện là cái da của khách hàng nó chưa trơn, thì chúng ta có thể lấy thêm cái kem hoạt hóa. Cái kem hoạt hóa đấy là không có giới hạn nha các chị nhé. Đó, sau khi mà hoạt hóa cái vàng xong thì chúng ta sẽ lấy một cái bông nhúng với nước ẩm, sau đó chúng ta vắt cái bông này đi. Sau khi vắt cái bông này đi thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ lau bông ẩm nhé. Các chị lưu ý là lấy bông ẩm để lau, để thứ nhất là nó dễ, cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ không bị dính những cái bông đấy ở trên bề mặt da khách hàng. Đấy, như em Huế là làm rất là nhiều rồi nên là cái vàng nó đúng cái màu vàng luôn, nó không còn cái lượng độc tố nữa.
Đấy là lý do tại làm sao mà da của em nó trắng lên và nó căng bóng hơn so rất nhiều so với trước đây. Đó là do cái liệu trình mà thải độc vàng lá như thế này. Thường thường là các chị sẽ thấy cái giá trị nó ngay buổi đầu tiên khi mà thực hiện cho khách hàng. Nên cái liệu trình này các chị chốt cho khách hàng cực kỳ là dễ luôn đối với tại spa, bởi vì khách hàng ngồi dậy là khách hàng đã thấy cái sự thay đổi ngay lập tức ở trên làn da của mình rồi. Đấy, 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 đấy. Đấy, các chị thấy không? Là nó phải màu vàng như thế này này. Nhưng mà có rất là nhiều chị thì nó không ra được cái màu vàng như thế này mà nó ra cái màu đen xì luôn, hoặc là ra cái màu gọi là ghi ghi, hoặc là ra cái màu xám 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 xám. Đấy, thì đấy là tùy thuộc vào cái lượng độc tố trên da mặt của các chị. Đó, có những người làm hết một cái liệu trình vàng này 10 buổi rồi mà nó vẫn còn độc tố, nó vẫn còn da kinh khủng khiếp, thì có nghĩa là cái da của các chị ý thì kể cả dưỡng cái gì nó cũng không thể đẹp được. Bởi vì da của chúng ta nó sẽ đẹp, nó sẽ quyết định bởi rất nhiều các vấn đề. Ví dụ như là vấn đề sừng hóa không có, vấn đề sạch da, chúng ta không có lượng độc tố ở dưới da, rồi là cái vấn đề là chúng ta sử dụng chính hãng, sử dụng đúng cái mỹ phẩm mà da chúng ta cần. Đấy, nó có rất là nhiều những cái vấn đề. À, nhưng mà cái quan trọng nhất là da chúng ta vẫn phải được làm sạch, vẫn phải được thải độc tố và vẫn phải được loại bỏ lớp sừng. Đấy là những cái điều kiện tiên quyết, những cái điều kiện đầu tiên để có được một cái làn da đẹp nha các chị nhé. Chứ còn cái việc mà chúng ta ví dụ như là chúng ta tiêm cấy hay chúng ta làm trẻ hóa hay tất cả mọi cái, nó chỉ là những cái mà giải quyết cái ngọn thôi. Nhưng mà cái gốc da của các chị khi mà các chị để cái lượng độc tố nó nhiều trên da khách hàng, hoặc gốc da của khách hàng nó vẫn còn nhiều những cái lượng độc tố, hoặc là cái lượng sừng hóa trên bề mặt da khách hàng nó vẫn dày, thì cái việc mà chúng ta có sử dụng những cái liệu trình tiêm cấy trên da khách hàng nó sẽ xử lý được một thời gian rất là ngắn thôi. Sau đó thì nó lại quay về cái da cũ của người ta. Còn nếu như trong trường hợp mình xử lý được cái gốc da, ví dụ như các chị đào thải được độc tố cho da này, các chị peel đi cái lớp sừng ở trên da của khách hàng, thì họ dưỡng mỹ phẩm vào, rồi là họ sử dụng những cái sản phẩm dưỡng hàng ngày vào, lúc đó thì nó mới có cái giá trị và nó hàng ngày nó ngấm vào, làm cho cái gốc da của ta càng ngày càng khỏe lên, căng bóng lên. Thì sau đó mình có tiêm cấy thêm vào thì lúc đó là cái hiệu quả của nó sẽ được duy trì rất là lâu dài. Đó. Đấy là một trong những cái mà bí quyết của em Huế đó. Bí quyết để mà mình có thể là sẽ sở hữu được những cái làn da đẹp mà cái liệu trình điều trị cho khách hàng nó sẽ rất là chắc chắn luôn ấy. Làm xong cái lá vàng này là các chị đã thấy da của em trắng lên rất là nhiều rồi đúng không? Da của ấy đã trắng lên rất là nhiều rồi. Bởi vì là dù sao thì trên mặt mình ấy 10 ngày á, nó kiểu gì nó cũng đọng lại được ít nhất là những cái lượng mỹ phẩm dư thừa, hoặc là kiểu gì nó cũng đọng vào cái phần lỗ chân lông, những cái bụi bẩn nó gây bít tắc lỗ chân lông. Chính vì thế nên khi mà mình loại bỏ được bằng cái lá vàng này thì cái vùng da nó sẽ sáng lên, nó sẽ sáng lên, nó trắng lên. Và cái quá trình mà làm thải độc da thì chúng ta sẽ phải thải độc liên tiếp. Cái liệu trình này thì nó không giống như liệu trình vi kim peel da. Liệu trình vi kim peel da là các chị tối thiểu là phải 3 tháng một lần mới được làm một bộ, nhưng mà với cái liệu trình vàng lá này chúng ta có thể duy trì thường xuyên quanh năm ngày tháng 10 ngày một lần cho khách hàng, hoặc là nếu như da đẹp rồi thì có thể giãn ra 15 ngày một lần cho khách hàng. Nhưng mà liệu trình này là liệu trình không có giới hạn, có nghĩa là chúng ta sẽ không phải kiêng, không phải chờ, không phải kết thúc một liệu trình chúng ta lại tiếp tục liệu trình thứ hai luôn, chứ chúng ta không phải chờ giống như liệu trình vi kim nhé các chị nhé. Sau khi mà đã lấy sạch được những cái lớp bụi bẩn mà và lau toàn bộ được những cái vàng lá ở trên da rồi thì kỹ thuật viên của bên Huế đang làm cái liệu trình là lau lau mặt lại bằng nước hoa hồng. Tiếp theo sau khi lau mặt bằng nước hoa hồng xong thì chúng ta sẽ dùng PGA. Và lúc này thì chúng ta mới điện di bằng cái chai PGA này nhé các chị nhé. Đó, chúng ta sẽ lau đều cái PGA lên và sau đó thì chúng ta sẽ điện di bằng cái PGA. Điện di đẩy tinh chất ở chế độ nóng cho Huế để cho nó đẩy, nó hấp thụ toàn bộ được cái serum PGA vào trong da. Ở cái bước đầu tiên trong cái quá trình massage, bước đầu tiên thì chúng ta có thể không phải massage bằng PGA mà chúng ta sẽ lấy cái chai gel vàng ấy, ở đây có chai gel vàng. Chúng ta sẽ lấy chai gel vàng để chúng ta massage nhé các chị nhé. Đây, cái chai gel vàng đây. Đây là cái chai gel mà chúng ta có thể massage sau các bước làm sạch da. Chúng ta có thể thay thế cái kem massage bằng cái gel vàng này, để gel vàng 24K này để chúng ta massage. Nó có những cái tinh thể vàng 24K ở đây và nó là dạng gel giúp cho cái da của chúng ta nó sẽ
có cái độ ẩm và tạo một cái đường dẫn để giúp cho cái lá vàng nó đi vào sâu trong da của chúng ta nhé. Sau cái khi mà bôi như thế này xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái điện di ở chế độ nóng. Ở đây thì do là Huế không có sử dụng cái máy 5 trong 1, nên là trừ Huế tạm thời là Huế sẽ sử dụng cái máy điện di cá nhân. Nhưng mà điện di cá nhân này thì nó có chế độ nóng và chế độ massage, thì Huế sẽ bấm cả chế độ nóng để đẩy tinh chất và chế độ massage cho da, để mình sẽ sử dụng luôn hai cái, vừa massage, vừa kết hợp massage và vừa đẩy tinh chất luôn. Còn nếu như mà các chị chủ spa chúng ta có cái máy 5 trong 1 thì chúng ta sẽ điện di nóng cho khách bằng cái máy 5 trong 1 cho Huế ở cái bước này nhé. Trong quá trình điện di, nếu như các chị thấy là cái làn da của chúng ta nó khô thì chúng ta tiếp tục, chúng ta cứ đẩy cái PCA vào thêm cho Huế. Thời gian trung bình chúng ta điện di trên da mặt của khách hàng sẽ tầm khoảng 5 cho đến 10 phút nhé các chị nhé. Thêm vào mặt. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta thấy cái vùng da nó khô thì chúng ta cứ tiếp tục bôi vào, bôi cái PCA vào để đẩy cái tinh chất vào trong cái thời gian này nhé các chị. Chúng ta sẽ đẩy tầm khoảng 5-10 phút. Sau khi đẩy xong thì chúng ta thấy cái da trên bề mặt da khách hàng bắt đầu là khô khô lại rồi. Chúng ta để nguyên như vậy, không có lau đi nha các chị nha. Không có lau đi. Và ở trong cái bộ vàng lá, đưa 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 cái mặt nạ bột. Trong bộ vàng lá thì nó sẽ có, mỗi một bộ nó sẽ có tầm khoảng 10 cái gói mặt nạ này. Thì mỗi một lần làm mặt thì chúng ta sẽ có thể sử dụng từ khoảng một một gói này, nếu như trong trường hợp chúng ta đắp vào vùng cổ và đắp dày. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta muốn đắp đủ cái vùng mặt thôi và không quá dày thì chúng ta có thể chia cái gói này 300g này ra thành hai lần trên da nha các chị nhé. Chúng ta để nguyên PGA không còn lau lại với nước, và chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ bột này chúng ta pha ra để chúng ta đắp ở trên da. Và sau khi mà lột cái miếng mặt nạ ra thì chúng ta sẽ thấy có một cái điều kỳ diệu ở trên da, da cực kỳ trắng, cực kỳ bóng, cực kỳ mịn luôn. Mặt nạ bột này nó rất là dẻo nên chúng ta có thể đắp thẳng trực tiếp qua vùng mắt mà không cần phải lót bông. Còn nếu như trường hợp chị nào mà cẩn thận hơn thì chúng ta có thể để một cái miếng bông ở trên vùng mắt, sau đó thì chúng ta đắp trực tiếp toàn bộ lên vùng mắt và vùng miệng nhé các chị nhé. Chút nữa thì Huế sẽ đắp cả vùng miệng nên Huế sẽ không còn nói gì nữa. Và khi nào mà lột cái miếng mặt nạ ra thì chúng ta sẽ thấy là cái da nó sẽ thay đổi hoàn toàn, rất là trắng luôn á. Mặt nạ này thì chúng ta sẽ để khô tầm khoảng 10 đến 15 phút, và lúc mà khi mà chúng ta làm cái mặt nạ như thế này thì các chị hãy để bật cái đèn đấy Omega ở cái chế độ ánh sáng xanh cho Huế đó, thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều.
như đã đắp mặt nạ 15 phút thì chúng ta gỡ bỏ đến đắp mặt nạ kết thúc liệu trình. Khi mà đắp cái mặt nạ này thì nó có một cái cảm giác thực sự là rất là relax, bởi vì nó mát, nó mịn nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó kiểu nó làm cho cái da mình rất là dễ chịu á. Đó. Và đặc biệt nữa thì các chị thấy khi mà sử dụng cái miếng mặt nạ dạng dẻo như thế này, khi mà chúng ta lột lên nó sẽ theo một cái cuộn lên từ dưới lên trên và nó sẽ rất là ít khi bị cái trường hợp phải vỡ mặt nạ, hay là rất là ít khi bị cái trường hợp là bị dính vào cái vùng mắt hoặc là vùng lông mày của khách. Đấy là cái điểm đặc biệt của cái mặt nạ vàng, và tất cả những cái dòng mặt nạ dẻo của bên Huế thì hiện tại thì nó đều có thể là sử dụng như thế này, nên là chúng ta sẽ không mất nhiều thời gian để chúng ta lấy cái mặt nạ ra khỏi mặt của mình nhé. Rất là trắng, đắp xong rất là trắng, trắng căng bóng và mịn luôn này. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy mặt nạ ra, chúng ta sẽ lau qua một lượt đi, lau qua một lượt với nước sạch nhé các chị nhé. Sau đó thì chúng ta bôi PGA, rồi chúng ta sẽ bôi một lớp kem chống nắng cho khách hàng. Đó, đấy là kết thúc cái quy trình rồi. Sau khi lau xong như thế này thì chúng ta sẽ bôi qua một lớp nước hoa hồng. Chúng ta sẽ lấy nước hoa hồng chúng ta lau, bôi PGA, bôi kem chống nắng. Đó, thì là sau đó thì chúng ta sẽ kết thúc cái quy trình. Và dặn khách hàng không phải kiêng khem gì hết, về nhà vẫn rửa sữa rửa mặt, vẫn dưỡng những cái bước dưỡng da như bình thường. Nếu như mà muốn cái hiệu quả của cái vàng lá này cao nhất thì chúng ta có thể sử dụng kết hợp với cái bộ kem A cộng ở bên của bên Huế để giúp cho cái hiệu quả trên cái nền da khách hàng nó sẽ được trẻ hóa một cách toàn diện. Đó, nó có thể đi theo cái bộ vàng lá này. Vậy là Huế đã kết thúc cái liệu trình mà điều trị vàng lá rồi. Liệu trình này thì sẽ vô cùng là giá trị với các khách hàng của các chị spa, và đây là một trong những cái mà giúp đột phá doanh thu của spa đó. Các chị hãy có muốn tìm hiểu thêm về cái liệu trình này kỹ hơn thì hãy inbox cho bên Huế nha. Bye bye, tạm biệt các chị.